Vâng vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là cuối tuần. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Thánh địa siêu xe Sài Gòn. Và đằng sau lưng mình đang rất là nhiều mẫu siêu xe. Đây. Thì đầu tiên đó chính là chiếc McLaren 720 dán đề can hai tông màu của trưởng đoàn Car Passion. Rất là đẹp luôn. Mâm đa cháo được sơn đen cùng phanh đỏ. Trên xe có rất nhiều chi tiết làm bằng carbon. Thì thực ra cái chiếc này là mình đã cho các bạn xem vào clip trước rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng bỏ qua chiếc này đi. Qua đây là chiếc McLaren 65S Spider. Một mẫu xe rất là đẹp. Mình đánh giá là mẫu xe này đẹp hơn chiếc 720S luôn. Ở đây có cản trước carbon nè. Mâm 5 chấu kép được sơn đen, cùm phanh cam, ốp sườn carbon luôn. Thì mẫu xe này được dán đề can phong cách đồng hồ Reject Mind. Qua bên đây là mẫu xe Lamborghini Huracan dẫn động cầu sâu, bị tụt quần. Thì cái phần cản sau của xe được gỡ bỏ để lộ nguyên hệ thống ống xả luôn. Thì phong cách này tương tự với chiếc Lamborghini Huracan của Alex Joy. Tuy nhiên thì Alex Joy giờ chơi lớn rồi, độ off-road luôn. Đây có chữ Homeless Kit. Ồ, nắp động cơ bằng kính. Vâng, nắp động cơ bằng kính luôn. Ở đây là Forkit Composite. Thì Forkit Composite là gì? Forkit Composite là vật liệu carbon do chính Lamborghini độc quyền sáng chế. Mẫu xe này được dán màu xám xi măng. Cùng với đó là một cái đường sọc kéo dài từ phần cản trước ra phía sau. Mâm tạo hình cánh hoa cùng phanh đỏ. Qua bên đây là chiếc Audi R8 V10 Plus của anh Cường Đô La. Mẫu xe này thú vị một cái là đã được lột bỏ hết những cái logo trên xe, như là logo Audi trên nắp capo, chữ V10 bên hông. Chữ R8 với logo Audi phía sau. Nhìn khá là ngầu. Xe sử dụng bộ mâm Volkswagen được sơn đen, 5 chấu cùng phanh xám. Trên mẫu xe này có rất nhiều chi tiết làm bằng carbon, như là phần cản trước, ốp gương, cánh gió sau, ốp hồng và khóa tán sau. Thì mẫu xe này từng thuộc sở hữu của ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ. Tuy nhiên thì sau khi ông Vũ nhận định là mình có thêm một chiếc Audi R8 nữa, thì đâm ra là ông Vũ bán chiếc này đi. Tức là trước đó ông Vũ có hai chiếc Audi R8, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu đen, và ông Vũ đều dán xám hết rồi. Nhưng mà sau khi nhận thấy là có hai chiếc Audi thì hơi dư thừa, nên ông Vũ đã quyết định bán chiếc này đi. Vâng, còn đây là chiếc
Range Rover Autobiography Long Wheelbase, một mẫu xe thường xuyên xuất hiện tại thánh địa siêu xe Sài Gòn. Màu trắng tương tự xe của Ngọc Trinh luôn. Mâm bảy chấu màu rơm sáng. Thì mẫu xe này là mẫu xe từng được rất nhiều đại gia sử dụng, như là anh Minh Nhựa nè, Phan Thành, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, rất là nhiều. Tại vì thiết kế sang trọng cũng như giá tiền cũng khá là rẻ, chỉ có 7 tỷ thôi, 7 tỷ. Rẻ hơn so với Rolls Royce hay là Maybach. Đây là một chiếc Mercedes G63 AMG bị số 47. Rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Ông vua địa hình của Mercedes-Benz. Mâm năm chấu kép màu bạc cùng phanh đỏ. Mẫu xe này sử dụng động cơ V8 tăng áp kép. Biển số 47 rất là đã luôn. Còn trên này là chiếc Range Rover Velar. Màu đen rất là ngầu luôn. Các bạn hãy nhìn cái đèn led của nó kìa. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp mắt. Lưới tản nhiệt cũng vậy. Vâng, thêm một chiếc xe thể thao xuất hiện tại thánh địa siêu xe Sài Gòn. Đó chính là chiếc Maserati Gran Turismo bản Sport. Mâm năm chấu kép được sơn đen cùng phanh đỏ. Ốp sườn carbon nè. Gương được ốp carbon. Tay nắm cửa carbon. Cánh gió sau cũng carbon luôn. Thậm chí ngay cả ốp ống xả cũng carbon luôn các bạn ơi. Cánh chi gió phía sau cũng carbon. Trên mẫu xe này xuất hiện rất nhiều chi tiết làm bằng carbon. Đúng là phiên bản thể thao có khác. Thêm một mẫu xe từ nhà Maserati nữa, đó chính là chiếc Maserati Levante. Màu rất là lạ luôn. Ở đây là carbon nè các bạn. Mâm đa chấu cùng phanh đỏ. Ốp gương carbon, tay nắm cửa carbon, rất là nhiều. Cánh gió sau carbon luôn. Mẫu xe Maserati thứ 3 xuất hiện tại thánh địa siêu xe Sài Gòn, đó chính là chiếc Maserati Ghibli. Màu tím rất là đẹp mắt luôn. Mâm đa chấu màu bạc cùm phanh đỏ. Vâng, xin chào các bạn, vậy là video clip của mình đã kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm những cái video clip khác về siêu xe Việt Nam, những cái siêu xe đằng sau mình nè, thì hãy subscribe kênh YouTube cũng như là lên Facebook tìm kiếm fanpage của kênh với từ khóa XSX Automotive Photography để cập nhật những thông tin mới nhất về siêu xe Việt Nam nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong clip tới. Đơn giản chỉ là 8 máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy. Nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai. Players
OG, money tall like Kobe, dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace, bên ngoài là